Trúc bỏ son phấn, Thúy Ngân về quê để lộ mặt mộc đang nhẽm, lông mày còn một nửa. Thúy Ngân về quê giản dị đến không ngờ, không phấn son nhìn khác lạ. Á hậu Thúy Ngân được khán giả biết đến là người mẫu, diễn viên, một gương mặt quen thuộc đối với khán giả truyền hình, với những ai yêu thời trang. Cô nổi bật với chiều cao vượt trội, khuôn mặt xinh đẹp và khả năng diễn xuất tự nhiên. Nữ diễn viên được khán giả biết đến qua hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Sao Đổi Ngôi, Sát Thủ Hoa Hồng Trắng, Kẻ Bán Linh Hồn. Sở hữu gương mặt thanh thoát, mũi cao, mắt sáng, khuôn mặt cười tươi. Có nhiều khán giả phải trầm trồ khen ngợi nhan sắc cực phẩm của Thúy Ngân. Thúy Ngân cực sang chảnh với phong cách thời trang lady sexy. Với phong cách bánh bèo, Thúy Ngân xinh đẹp như nàng công chúa. Mới đây trên Facebook cá nhân của mình, Thúy Ngân chia sẻ một số hình ảnh nữ diễn viên về quê trong trang phục áo phông, quần đen giản dị đến bất ngờ, khác hẳn với những bức hình sống lộng lẫy của cô ngày thường. Đặc biệt trong những bức hình được đăng tải, Thúy Ngân tự tin khoe mặt mộc, đội nón ra vườn nhóm bếp, thu hút sự chú ý từ khán giả. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại khiến fan phát hải khi thấy gương mặt đen xì trông quá nhợt nhạt của cô. Nhưng bên cạnh đó, lại có rất nhiều ý kiến trái chiều dành lời khen cho Thúy Ngân, mặt mộc xinh đẹp quá chị. Hình ảnh bình dị hiếm thấy của Thúy Ngân. Thúy Ngân đội nón ra vườn nhóm củi và nấu nướng. Nữ diễn viên tự tin để mặt mộc selfie với nụ cười tươi tắn. Bức hình với gương mặt đầm thắm nhẹ nhàng. Có lẽ do bức ảnh bị thiếu độ sáng nên trong gương mặt của Thúy Ngân bị tối sầm. Thúy Ngân chụp ảnh với người thân trong gia đình.